đang ở phố Đèn Tọ. À, ngạn ngạn họng rồi mọi người á. Ngạn 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 rồi. Em cho cái hạt dẻ mà, cho em mở cái hạt dẻ rồi. Đây. Hạt dẻ nướng nha. Ăn ngạn họng luôn rồi mọi người. Rất nhiều đồ ăn vặt ở phố thành phố Phú Sa. Bây giờ mình và anh Thắng sẽ đi làm hai bát mì. Trời lạnh như thế này mà mình với anh Thắng có mỗi cái áo phông không à, lạnh quá mọi người. Mình đang quay trở lại địa điểm hồi nãy để hai anh em mình có thể thưởng thức một bát mì ở đường Phú Sa. Mọi người có thể thấy là ở đây rất là đẹp. Nếu mà có thời gian thì mọi người hãy ghé lại đây. Đây, bát mì đây. Ui, có một quả trứng này. Tôi và anh Thắng sẽ làm bát mì nha các cậu. Review bát mì. Bát mì 4K 4.000 luôn, trị giá 4.000 luôn. Tương đương với 80.000 Việt Nam đồng. Wow. Đúng quá. Giờ này trời lạnh mà ăn bát mì ngon quá. Wow. Thôi, chào mọi người, mình ăn mì đi nha.